Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 14 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, vừa qua một trận lũ lụt ập đến Vạn Châu, Trùng Khánh, những ngôi nhà ven sông trong phút chốc bị lũ cắt đôi, bùn đất do ngập lụt mang đến lấp đầy cả văn phòng. Người dân sống ở đây vừa xót xa vừa quen cảnh tượng trước mắt. Nhiều người được phỏng vấn nói với phóng viên Nhật báo Thanh niên Bắc Kinh rằng Vạn Châu có nhiều vùng núi là khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất cao, hệ thống thoát nước địa phương cũng không đủ. Lần cuối cùng trước đó Vạn Châu bị lũ lụt nghiêm trọng xảy ra vào năm 2020. Tính đến sáng ngày 13 tháng 8, thảm họa địa chất do lũ lụt Vạn Châu đã khiến 17 người chết và 2 người mất tích. Việc tìm kiếm và cứu hộ đến nay vẫn là trọng tâm của đội cứu hộ hiện nay. Lực lượng cứu hộ tiết lộ những ngày qua, họ đã giải cứu được hơn chục người mắc kẹt, trong đó phần lớn là người già bị bỏ lại ở tầng 1. Khi lũ về, họ là những người ít có khả năng thoát ra ngoài cao nhất, đặc biệt là người già ở vùng nông thôn. Vào sáng ngày 13 tháng 8, tại phố Ngô Kiều, quận Vạn Châu, Lạc Minh Văn là trưởng đội cứu hộ Blue Sky đã tìm thấy một ông lão khoảng 60 tuổi đang trốn trong lưới chống trộm trên bệ cửa sổ, đưa tay ra một cách tuyệt vọng. Nước đã bao phủ lồng ngực của đội cứu hộ và cửa phòng của ông già đã bị nước chặn lại, không thể mở từ bên trong hoặc bên ngoài. Vì đang chuyển người nên đội cứu hộ chỉ có sẵn thuyền xung kích và dây thừng. Họ trèo lên tầng 2 để tìm một cái búa, phá lưới chống trộm và mở nó ra, sau đó giải cứu ông lão. Khi ông già đi ra, toàn thân ông ấy run rẩy, Lạc Văn Minh nói. Đội cứu hộ Vạn Châu Blue Sky nhận nhiệm vụ vào lúc 6 giờ sáng. Họ đã bố trí 20 nhân viên cứu hộ mang theo máy dò sự sống, radar, máy bay không người lái và hệ thống cứu hộ thủy lực đến phố Ngô Kiều và thị trấn Trường Lĩnh, quận Vạn Châu để thực hiện công tác an toàn cho các hoạt động chuyển hướng và tìm kiếm cứu nạn. Lạc Văn Minh nói rằng công việc của họ là giải cứu người dân vào buổi sáng hôm đó. Vào buổi chiều, họ bắt đầu nạo vét tìm kiếm và cứu những người mất tích, đồng thời giải cứu được khoảng hơn chục người bị mắc kẹt. Hầu hết họ là những cụ già bị bỏ lại kẹt ở tầng 1. Khi lũ về, họ là những người không có khả năng thoát ra ngoài nhất, đặc biệt là những cụ già ở nông thôn. Một nhân viên cứu hộ tiết lộ khi tìm thấy hai cụ già nông thôn trong làng bên dưới Vạn Châu ngày hôm đó. Vương Quý Châu, một người dân 45 tuổi ở làng Sa Sa, thị trấn Trường Tân cho biết đây là trận lũ lớn nhất mà cô gặp phải trong những năm gần đây. Sau 3 giờ đêm, cô nghe thấy tiếng mưa lớn bên ngoài cửa sổ, nó dường như cuốn trôi cả ngôi nhà. Sau khi điện và nước bị cắt vào đêm hôm đó, cô tránh trú tạm ở bên nhà hàng xóm trên khu đất cao hơn. 6 giờ sáng, mưa đã ngớt. Chị ra ngoài xem xét thì những cây ngô giống bên đường ướt sũng trong nước mưa vàng vọt. Trên cầu có rất nhiều bùn đất. Mực nước chắc chắn đã tràn qua cầu vào ban đêm. Bởi vì làng Sa Sa gần con lạch Mô Đào, nhiều người trong làng chọn xây nhà cách sông không xa bởi vì nó thuận tiện để xuống sông. Cô ấy vừa đi vừa hét vào bên đường, không có người. Cô nhìn thấy nhà bếp của hai gia đình đều bị cuốn trôi mất đi một nửa. Nhà riêng của Vương Quý Chi bị ngập sâu hơn 1 mét và tất cả đồ đạc ở tầng 1 đều bị ngập. Cô nghe tin một cụ ông 76 tuổi sống một mình ở cùng thôn bị mất liên lạc. Lực lượng cứu hộ tìm kiếm và nói nhà sập có thể không có người ở trong đó vì họ thường đi làm ruộng. Tại làng Đa Si, thị trấn Bạch Dương, cách làng Sa Sa 20 km, một người dân nói với các phóng viên rằng một cán bộ thường phụ trách chữa cháy đã chết khi tham gia cứu hộ khẩn cấp. Cán bộ này ngoài 50 tuổi rất có uy tín trong thôn. Lúc đó trời mưa to, máng xối trong làng bị tắc. Anh cố gắng khơi thông thì hậu quả là đường nước phía trên bị sập, anh ấy bị nước cuốn trôi xuống. Khi lực lượng cứu hộ đến hồ chứa nơi xảy ra sự cố, công tác tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn vì rừng dưới lòng hồ. Theo tin tức của CCTV, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, quận Vạn Châu có mưa lớn. Tính đến 9 giờ ngày 14, 24 thị trấn và làng và đường phố có mưa lớn, 16 thị trấn và làng và đường phố có mưa cực lớn và thị trấn Trường Tân có mưa rất to. Lượng mưa lớn nhất đo được tại trạm trên bãi biển Long là 261,2 mm. Tính đến 10 giờ ngày 13 tháng 8, 36 thị trấn làng mạc và đường phố ở quận Vạn Châu bao gồm Ngô Kiều, Trường Lăng, Bạch Dương đã bị ảnh hưởng bởi mưa lớn với dân số là 37.226 người.
Theo Cục Quản lý Tình trạng Khẩn cấp quận Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh, tính đến sáng ngày 13 tháng 8, tại Vạn Châu đã có 17 người thiệt mạng và 2 người mất tích do lũ lụt và thiên tai địa chất. Người ta nói rằng lũ lụt trăm năm mới xảy ra một lần, nhưng tôi chỉ gặp chúng 2 lần trong 3 năm đầu tiên kể từ khi tôi chuyển đến nơi này. Lý Đức Nhân, 48 tuổi, nói điều này một cách vô cùng bất lực. Cơn mưa xối xả bắt đầu từ ngày 13 tháng 8, tiếng mưa đập vào cửa chớp nghe như những nắm đấm dày đặc. Lý Đức Nhân mở một cửa hàng massage và sống trong một tòa nhà 3 tầng tích hợp các tòa nhà thương mại và dân cư ở phố Ngô Kiều, quận Vạn Châu. Khoảnh khắc cơn mưa ập đến, anh biết rằng có lẽ lại là một đêm không ngủ nữa. Cảm giác đầu tiên của anh ấy không phải là sợ hãi mà là sự bất lực với lũ lụt sắp xảy ra. Sau 3 giờ sáng ngày 13, nước tràn vào từng chút một, ngập chân bàn rồi từng chút một leo lên mặt bàn. Những chén rượu trong quán bị đá lăn vào, làm vỡ nát. Anh leo lên tầng 3 cõng mấy đồ điện giá trị trên lưng. Vợ anh bị bệnh tiểu đường, kêu chân sưng đau nhưng cũng leo lên leo xuống, cõng mấy thứ mềm nhũn ấy dễ dàng bị cuốn trôi đi lên tầng trên. 3 năm trước, vợ của Lý Đức Nhân bị nhiễm độc niệu. Anh từ Đông Quản, Quảng Đông chuyển về Hương Vạn Châu, nơi anh đã làm việc hơn 20 năm và cùng vợ mở một cửa hàng quần áo. Mới khai trương được 3 tháng thì xảy ra lũ lụt, toàn bộ quần áo trong cửa hàng bị cuốn trôi. Khi lũ rút, người ta tìm thấy quần áo bị vùi trong bùn như di tích văn hóa được khai quật, thiệt hại từ 50.000 đến 60.000 nhân dân tệ. Lý Đức Nhân, tôi không thể mở cửa hàng quần áo nữa, tôi sợ lũ cuốn trôi quần áo. Bán một ít rượu miến tự làm. Đến 5 giờ ngày 13 tháng 8, tầng 1 đã ngập hoàn toàn nước mưa và bùn đất. Nước ngập gần hết tầng 2, vợ chồng anh đã từng thở dài, xót xa cho thực phẩm trong tủ lạnh và rượu trong ché. Chiều ngày 13 nước rút, anh tính thiệt hại lần này mất thêm 20.000 đến 30.000 tệ. Một chủ cửa hàng tiện lợi ở thị trấn Trường Tân, quận Vạn Châu nói với phóng viên rằng cửa hàng của anh mở cửa vào năm 2009 và bị lũ lụt vào năm thứ 2, thiệt hại khoảng 7.000 nhân dân tệ. Năm nay thiệt hại 3.000 đến 4.000 nhân dân tệ. Nhiều hàng hóa bị hư hỏng, đặc biệt là pháo nổ. Ông cũng tiết lộ rằng một số cửa hàng đồ nội thất địa phương đã bị thiệt hại nặng nề. Một số trong số họ đã bị thiệt hại hàng trăm nhân dân tệ. Trước lũ lụt, chính phủ đã đưa ra cảnh báo thời tiết nhưng không dễ để các thương nhân chuyển tài sản và hàng hóa kịp thời. Mức độ nghiêm trọng của lũ lụt cũng vượt quá mong đợi của họ. Có nhiều khu vực miền núi ở Vạn Châu, đây là khu vực có nguy cơ xảy ra thảm họa địa chất cao. Theo các báo cáo trước đó của các phương tiện truyền thông, từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 7 sẽ có mưa cục bộ ở quận Vạn Châu bị ảnh hưởng bởi lượng mưa lớn. Nhiều ngôi nhà ở Vạn Châu bị ngập lụt và người dân bị mắc kẹt. Chủ quán cũng nêu việc thiếu công trình thoát nước cục bộ, một số mương thoát nước không lớn nhưng bên mương có nhiều nhà dân xây dựng, khó mở rộng mương thoát nước. Nếu không cải thiện vấn đề này, có thể giảm thiệt hại xảy ra do những thảm họa nghiêm trọng hơn trong tương lai. Trong những ngày qua, khu vực Vạn Châu không chỉ chịu ảnh hưởng của lũ lụt mà mạng lưới giao thông cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Dưới tác động của lũ lụt, một số trụ của cầu đường sắt Tư Độ Hà trên đường sắt Vạn Lương đã bị hư hại và cây cầu bị sập một phần. Điều này cũng làm gián đoạn hoạt động bình thường của đường sắt Nghĩa Loan và ảnh hưởng đến Trùng Khánh, Tứ Xuyên, miền Trung và miền Nam Trung Quốc. Tối ngày 13 tháng 8, Tử Minh lên chuyến tàu K1270 từ ga Bắc Trùng Khánh chuẩn bị đi Vũ Hán. Trước khi đi ngủ, anh xem vị trí, đoàn tàu đã đi vào địa giới Vạn Châu. 4 giờ sáng ngày hôm sau, Tử Minh thức dậy và thấy chiếc xe đã đỗ, địa điểm vẫn ở Vạn Châu. Sau khi trời sáng vẫn không có dấu hiệu tàu chuyển bánh, anh hỏi tiếp viên và được biết do thời tiết nên đường đi không kiểm soát được. Vào sáng ngày 13 tháng 8, đoàn tàu đi vào ga Vạn Châu với tốc độ chậm hơn cả xe buýt và không có thêm tin tức gì về tiến trình của nó. Giống như nhiều hành khách, Từ Minh chọn cách xuống tàu và đặt lại vé tàu cao tốc. Vào sáng sớm ngày 13 tháng 8, do đá núi sạt lở, các trụ cầu bị cuốn trôi, cây cầu bị sập ở độ cao 230 km cộng 700 m trên đoạn Đại Loan của đoàn đường cao tốc Ân Quảng ở Tứ Xuyên hướng Vạn Châu đến Đại Châu. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, một ô tô con và một xe tải đã rơi xuống hố rộng khoảng 6 m, khiến 3 người bị thương. Dịch Kính Khôn, một blogger khoa học nổi tiếng từ Trường Khoa học Đại lý và Đại học Tây Nam, nói với các phóng viên rằng do địa hình đặc biệt ở phía Đông Tứ Xuyên, nơi xảy ra lượng mưa lớn vào thời điểm này, lũ quét dễ xảy ra giữa các sườn núi và thung lũng song song ở phía Đông Tứ Xuyên và dãy núi thung lũng và rãnh Phu Sơn bị sạt lở đất và các thảm họa địa chất khác. Điều khiến họ lo lắng là từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 8, Trùng Khánh vẫn sẽ có mưa.
mặc dù cường độ tổng thể không mạnh bằng từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 8, nhưng nó sẽ tồi tệ hơn đối với các khu vực bị ảnh hưởng. Thưa quý vị, nhiệt độ cao kéo dài ngày cuối cùng cũng kết thúc. Đài khí tượng Thủy văn Sơn Đông cho biết, do chịu ảnh hưởng chung của luồng không khí nóng ẩm và rìa áp cao cận nhiệt đới và đường đứt gãy, nên dự kiến từ đêm ngày 11 rạng sáng ngày 13, có các khu vực phía Nam, Trung Bộ và bán đảo Sơn Đông sẽ có mưa rào mạnh kèm theo sấm sét, gió giật mạnh cấp 8, cấp 10, nhiệt độ tối đa hầu hết các vùng trong tỉnh sẽ xuống dưới 35 độ C. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Sơn Đông ban hành cảnh báo màu vàng về mưa dông vào lúc 16 giờ ngày 11, hạ cảnh báo màu cam về sấm sét thành cảnh báo màu vàng về sấm sét, dỡ bỏ cảnh báo màu cam về dông và gió giật mạnh và cảnh báo màu vàng về mưa dông và nhiệt độ cao. Người ta ước tính rằng từ đêm ngày 11 đến rạng sáng ngày 13, lượng mưa trung bình tích lũy của tỉnh sẽ là 40-60mm, trong đó Hà Trạch, Tế Ninh, Tào Trang, Lâm Nghi, Nhật Chiếu, Thanh Đảo, Thái An và Duy Phường là 50-100mm và một số bộ phận là hơn 200mm. Tế Nam, Truy Bắc, Yên Đài và Huy Hải là hơn 70mm và hơn 25mm ở các khu vực khác. Thời kỳ mưa mạnh nhất từ ngày đến đêm ngày 12, lượng mưa mỗi giờ lớn nhất phổ biến từ 60-80mm. Trong số đó, từ đêm ngày 11 đến đêm ngày 12, Hà Trạch, Tế Ninh, Tảo Trang, Lâm Nghi, Nhật Chiếu, Thanh Đảo, Thái An và Duy Phường có mưa to đến rất to ở một số khu vực và Tế Nam, Truy Bắc, Yên Đài, Uy Hải và có mưa vừa đến mưa to cục bộ. Từ ngày 13 đến ngày 14, có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở Nam Sơn Đông, Trung Sơn Đông và bán đảo. Các khu vực khác có dông hoặc mưa rào. Cục Tài nguyên nước tỉnh và Cục Khí tượng tỉnh đã cùng đưa ra cảnh báo khí tượng về thiên tai lũ lụt trên núi vào lúc 18 giờ ngày 11. Dự kiến từ 20 giờ ngày 11 đến 20 giờ ngày 12, thiên tai lũ lụt có thể xảy ra ở một số khu vực của Tế Nam, Truy Bắc, Duy Phường, Nhật Chiếu, Lâm Nghi, Tế Ninh và các thành phố khác với cảnh báo màu xanh lam. Các khu vực cảnh báo màu xanh lam bao gồm phía Đông Nam, phía Đông quận Trương Khâu và phía Bắc quận Lại Ngô, phía Bắc quận Cương Chừng, trung tâm và phía Tây quận Bồ Sơn, phía Tây và phía Bắc Tử Xuyên, phía Tây thành phố Thanh Châu, phía Tây Nam thành phố Chư Thành, trung tâm và phía Tây quận Vũ Liên, phía Tây quận Đông Cương, phía Tây Bắc của quận Lan Sơn, phía Đông và phía Bắc của quận Du, phía Đông Bắc của quận Nghi Thủy, trung tâm và phía Nam của thành phố Châu Thành. Ở các khu vực khác, thiên tai lũ lụt trên núi cũng có thể xảy ra do mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn. Các địa phương cần chú ý công tác phòng ngừa như giám sát thời gian thực, phòng chống lũ lụt và cảnh báo sớm, điều chuyển và phòng tránh. Theo số liệu của Trung tâm Thủy văn tỉnh cho biết, từ đầu mùa cho đến nay, tính đến ngày 10 tháng 8, lượng mưa trung bình toàn tỉnh là 103,7mm, giảm 22,6% so với cùng kỳ các năm trước và giảm 64,7% so với cùng kỳ năm trước. Các hồ chứa lớn và vừa của tỉnh, Hồ Nam Tư, Hồ Đông Bình nhiều hơn 2,313 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm trước và ít hơn 2,080 tỷ mét khối so với cùng kỳ năm ngoái. Cả hồ lớn và vừa, các hồ đang vận hành dưới mực nước giới hạn lũ. Dự kiến do lượng mưa lớn lần này, các con sông như sông Đại Văn và hệ thống sông Yusushi sẽ bị lũ lụt. Các con sông vừa và nhỏ như sông Me, một nhánh của sông Chi, có thể hứng chịu lũ lớn vượt cảnh báo lũ. Do ảnh hưởng của nước thượng nguồn, một số hồ chứa có thể có mực nước dâng cao trên giới hạn lũ. Cục Tài nguyên đã triển khai ứng phó khẩn cấp phòng lũ cấp 4, đồng thời tăng cường hơn nữa công tác quan trắc, dự báo, cảnh báo sớm, điều tiết các công trình cấp nước một cách khoa học, chính xác, làm tốt công tác đảm bảo an toàn các hồ chứa trong mùa lũ, phòng chống lũ lụt và các sông vừa và nhỏ, thiên tai và lũ lụt trên núi. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!